sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjack-official-store. Chào mừng các em đến với trang vietjack.com, khóa học lịch sử và địa lý lớp 9, bộ sách Chân trời sáng tạo phần lịch sử. Các em thân mến, đây là hình ảnh cuốn Đường cách mệnh, một trong những cuốn sách được xuất bản vào năm 1927 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Và Đường cách mệnh là một trong những cái tác phẩm phản ánh cái sự lựa chọn con đường cứu nước của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, người có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình cách mạng Việt Nam và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Vậy, con đường cách mạng nào mà Nguyễn Ái Quốc đã đi trong những năm 1918-1930 và Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong cái quá trình thành lập Đảng? Thì trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời cho những câu hỏi trên nhé. Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của bài học, sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. Nội dung thứ hai đó là nhận biết được cái quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung chính của bài học. Thứ nhất, các bạn sẽ tìm hiểu cho cô về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 đến năm 1930. Nội dung thứ hai đó là sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn vào phần thứ nhất, một nhỏ, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. Các em hãy dựa vào sơ đồ 6.4, hãy nêu những cái nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. Hình bên của cô đó là cái sơ đồ 6.4. Các bạn thấy rằng thông qua sơ đồ và thông tin trong mục, chúng ta thấy thứ nhất đó là Nguyễn Ái Quốc thời gian hoạt động ở Pháp từ năm 1917 đến năm 1922. Thì vào tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận cái quyền tự do dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Tháng 7 năm 1920 thì người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Luận cương của Lenin đã làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Và đến tháng 12 năm 1920 thì người đã tham gia sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Và năm 1921 thì sáng lập ra Hội Liên hiệp Thuộc địa. Năm 1922 thì xuất bản báo Người cùng khổ. Vậy thì theo em, con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với các lớp người đi trước? Thứ nhất, các bạn thấy rằng đối với các bậc tiền bối thì cái hướng đi của các bậc tiền bối chủ yếu đó là phương Đông, còn Nguyễn Ái Quốc đó là sang phương Tây. Cái đối tượng của các bậc tiền bối đó là dựa vào lực lượng bên ngoài để đánh Pháp, còn Nguyễn Ái Quốc đó là phát huy sức mạnh dân tộc, sự ủng hộ của lực lượng tiến bộ quốc tế để phá bỏ cái xiềng xích nô lệ. Cái con đường cách mạng của các bậc tiền bối đó là đi theo xu hướng phong kiến tư sản và đưa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Còn Nguyễn Ái Quốc đó là lựa chọn con đường cứu nước theo xu hướng vô sản và đưa Việt Nam theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tất cả những hoạt động của người ở Pháp đã chuẩn bị gì cho cách mạng Việt Nam? Đó là chuẩn bị về cái chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Thứ hai, đó là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1923-1924. Thì trong giai đoạn này, vào tháng 6 năm 1923, thì Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân, và trong thời gian này, người đã làm rất là nhiều việc như là nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín quốc tế.
Năm 1924 thì người dự đại hội năm của Quốc tế Cộng sản và người đọc bản tham luận về cái vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với cái phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. Vậy thì theo em, những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô có cái tác dụng gì cho cách mạng Việt Nam? Các bạn thấy rằng đây là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp nữa, đó là giai đoạn Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, giai đoạn năm 1924-1927. Vào cuối năm 1924 thì Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô sang Trung Quốc. Tháng 6 năm 1925 thì thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 7 năm 1925 thì tham gia Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Và đầu năm 1927 xuất bản tác phẩm Đường Cách mệnh. Vậy thì theo em, những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, của người ở Trung Quốc này đã có tác dụng gì cho cái cách mạng Việt Nam? Đây là sự chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng cán bộ là cái gốc của mọi việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Em hiểu câu nói này như thế nào? Em thấy rằng ý nghĩa câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là cán bộ là cái gốc của mọi việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái công việc, là công việc gốc của Đảng. Cán bộ có một cái vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của Đảng. Vậy sau bao nhiêu năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra và tích lũy, chuẩn bị cho mình trong một con đường cứu nước không thể thiếu sót, đó là về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, và người đã tìm thấy tại ở Pháp, đó là sự chuẩn bị về chính trị, tại Liên Xô, chuẩn bị về tư tưởng, và tại Trung Quốc đó là chuẩn bị về mặt tổ chức. Và tất cả những sự chuẩn bị này dẫn đến sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào và có ý nghĩa ra sao? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ở một hai nhỏ này nhé. Các bạn tìm hiểu cho cô về sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biệt đó là phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đã đặt ra cái yêu cầu gì cho cách mạng Việt Nam? Đó là cần phải thành lập một cái đảng cộng sản để đưa phong trào cách mạng tiếp tục tiến lên. Vậy dựa vào sơ đồ 6.6 và thông tin trong bài, em hãy trình bày cái quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nào. Các bạn thấy rằng, vào tháng 6 năm 1929 thì Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại Bắc Kỳ. Tháng 8 năm 1929 thì An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Và tháng 9 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Và chỉ trong một thời gian rất là ngắn, ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời trong những năm này đã chứng tỏ điều gì? Đã chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp công nhân là bước cho cái sự chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra như thế nào? Các bạn vừa chiếu một cái hình ảnh, đó là sự ra đời của các tổ chức cộng sản, đúng không ạ? Vào cuối năm 1929. Vậy thì tại sao đến cuối năm 1929 nhu cầu hợp nhất ba cái tổ chức cộng sản này để đặt ra một cái yêu cầu vô cùng là cấp thiết? Các bạn thấy rằng cái phong trào cách mạng Việt Nam có những cái ưu điểm và cũng có những cái hạn chế. Vậy thì cái yêu cầu cấp bách lúc này là phải làm gì? Thứ nhất, các bạn thấy rằng sự ra đời của ba cái tổ chức này đã thúc đẩy cái phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thì ba tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau. Chính vì vậy mà yêu cầu cấp bách lúc này cần phải của cách mạng Việt Nam là phải có một đảng thống nhất để lãnh đạo.
Vậy hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành ở đâu, vào thời gian nào và do ai chủ trì? Hội nghị thống nhất các cái tổ chức cộng sản được tiến hành từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Và thành phần tham gia của hội nghị này gồm có Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi đại biểu Lê Hồng Sơn, đại biểu Hồ Tùng Mậu, rồi có hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng đó là Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu, hai đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng đó là Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiện. Hội nghị đã thông qua những nội dung quan trọng nào và ý nghĩa của hội nghị ra sao? Các bạn thấy rằng hội nghị đã thống nhất ba cái tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây được coi là cái cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. Hình ảnh sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt, rồi chánh cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các bạn quan sát lên trên slide của cô. Và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cũng có những nội dung như sau. Đó là thứ nhất, cái đường lối chiến lược là tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ của cách mạng đó là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phạt cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do, lập ra chính phủ công nông binh, tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày. Lực lượng cách mạng đó là công nông, tiểu tư sản, trí thức, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, địa chủ, tư sản. Cách mạng phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản trên thế giới. Lãnh đạo cách mạng đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản. Vậy, sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam này có một cái ý nghĩa như thế nào? Cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu ở nội dung tiếp theo. Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các em hãy khai thác cho cô cái tư liệu sau. Đọc thông tin ở mục 2, hãy trình bày ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới, và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những cái bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Và có thể thấy rằng từ khi có đảng ra đời, chúng ta thấy rằng có những cái thành công, đúng không ạ? Và thành công đó thể hiện thông qua các cuộc cách mạng, ví dụ như cách mạng tháng 8 năm 1945, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp giành được thắng lợi năm 1954, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975 và đổi mới toàn diện đất nước năm 1986. Và để củng cố cho tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau vào phần luyện tập nhé. Câu hỏi thứ nhất của cô có nội dung như sau. Em hãy đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các em thấy rằng Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra một con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Cụ thể đó là từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị tổ chức cho sự thành lập đảng. Cụ thể, đó là vào năm 1921, Nguyễn Ái Quốc thành lập xã hội Liên hiệp thuộc địa ở Paris. Tháng 6 năm 1923, người sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân. Tháng 7 năm 1924, người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Ngày 11 tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. Vào tháng 6 năm 1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu.
Tiếp nữa, người đã triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập đảng. Cụ thể, vào năm 1929, ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời ở Việt Nam. Có sự hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức này gây nên cái ảnh hưởng rất lớn tới cách mạng Việt Nam, và Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì cái hội nghị thành lập đảng, thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi thứ hai, tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một trong những bước ngoặt vĩ đại? Các bạn thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt một cái thời kỳ khủng hoảng về cái đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã vạch ra một cái phương pháp cách mạng đúng đắn. Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một cái bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có cái tính quyết định cho những cái bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. Và câu hỏi này cũng đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã chú ý đón xem. Mọi thắc mắc các em hãy để lại phía dưới phần bình luận để cô có thể giải đáp cho các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.